Hôm nay xin chào cả mọi người nha. Hôm nay tiếp tục đi thăm bẫy mọi người. Giờ mình tới cái bẫy đầu tiên nè. Má sáng nay không phải là cái bẫy này, cái bẫy đầu tiên nha mọi người. Mới lên xã mới về xong đó. Sáng nay đi thăm khá là sớm luôn mọi người. Đèn rỡ sáng sớm. Gãy luôn rồi thầy. À, cái ấy nằm như vậy luôn gì? Không cuộc gốc mấy gốc cỏ chanh này cũng được mà. Sắt đôi nó thầy. Sao này nó kêu nhỏ dữ vậy ta? Có hàng. Tiếp tục mua hàng ngon nha mọi người. Đó. Rồi. Tới luôn mọi người, hai cá hai con nha. Ôi con này lớn lớn thôi thầy ơi. Này chắc có ký 2, ký 1, ký 2 gì đó, lớn lớn. Nhỏ hơn con nữa. Vậy thì vẫn còn á. Nó hỏi chứ còn đi đánh máy lâu chưa? Em mới tập chơi. Hãy nói gì cho em. 2 năm rồi. Dạ, tí nó ghé nhà lấy anh giao con đó. Thầy cứ tháo dây đó đi, thầy tháo dây đồ xong đi rồi con bắt đó. Đáp chúng ta lên nè. Hai cái hai con nha mọi người. Cái hai con đi tắt nha. Rồi, tắt đi. Bên kia còn dỗ bới ngon lắm, đủ có 4 cái nhiều. Quay chưa? Nó thêm đâu có đâu đâu. Tiếp tục con nữa nè anh em ơi. Đó. Đó, hôm qua anh đào lỗ nè, đào gắt giả luôn hả? Đây nè, đá không. Đào trong này rồi. Đã quá. Đào rồi, không không đào 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 nửa chừng không đào được nữa. Con này bự lắm hả? Đực hay gì? Chuyện lấy bao nữa. Luôn này. Chỗ này năm ngoái con đâu đã đánh đâu. Đánh cái trên kia không hả? Mấy trên chảnh hả? Đó, mấy trên kia hả? Không, chỗ này năm ngoái là nó phát. Năm ngoái nó phát nó đốt hết luôn, chỗ nó chảy chuồng này luôn nè thầy. Rồi. Đó.
nó mới bắt đầu giờ đó, cái trường này nó mới kêu người ta đổ đất này. Nó sợ người ta đốt lần nữa rồi. Hồi đợt tí nó cháy mấy đứa nhóc báo cháy luôn mà. Báo cháy rồi xe ấy rồi vô luôn đó thầy. Cháy lớn. Tiếp tục một em nữa. Đó. Con này bị to nha. Em này bị cà bá luôn. Tiếp lại cho anh em xem. 4 rồi đây đừng con nữa nha mọi người. Đây. Này, lại dính cái kiểu ôm bướn nữa nè mọi người. Quá hay thầy ơi. Con này chắc ký rồi ha. Kỹ à? Không mà nó còn chắc cơ kỹ. Không phải cái bẫy này. Cái xe kìa. Để con thả đi. Thầy lấy bao đi. Lấy bao bên giỏ con kìa. Thầy mang mấy cái bao? 48. Hết rồi gì? Cái kia bị lủng cái luôn cái luôn cái. Đó thầy thấy không, nó đẻ con luôn, thầy thấy không? Đây là mọi người. Con chó nằm đây đẻ con luôn nè mọi người, nằm đi im im nó luôn nè mọi người, thấy không? Hên quá làm sao mà không dính bẫy. Này 4 con nha mọi người, khá là ngon luôn á. À, bữa giờ đánh ngày 3-4 con không. Phê. Okay.